chào khán giả đến kênh của Hồ Trà. Hôm nay mình sẽ vô chợ Vĩnh Quỹ quay buổi chiều nha. Thầy bán cá rất là ngon. Quay đăng kênh YouTube. Đó mình. Thầy gạo cải. Bán đủ thứ các loại. Gạo rất là tươi luôn. Thầy gạo rất là tươi. Chào Tinh Quỷ nha. Tinh Quỷ là buổi chiều này kêu chào Tinh Quỷ nha con. Dạ. Quay kênh YouTube. Bán đây mình phải học biết. Bán đồ rất là nhiều luôn. Rất là đông. Quay đi câu chân hình ha hả con? Dạ, quay kênh YouTube đó cô. À. Quay đăng YouTube. Quay kênh YouTube. Đồ ăn rất trái cây rất là ngon. Thanh long này lúc này chắc ký chắc 60.000 vậy ha. Tập quá. Quay kênh YouTube. Đây là chợ Tinh Quỷ nha. Chợ Tinh Quỷ vào buổi chiều của thành phố Sóc Trăng. Tép rất ngon. Tươi ngon. Video mình cũng dài, mình kết thúc tại đây. Nếu thấy hay xin một like và một đăng ký. Cảm ơn các bạn.